Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã ghé thăm Việt Thư Music Channel. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui và bình an. Trong lúc ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm K800 thuộc thương hiệu Kawaii, là một trong những sản phẩm thuộc top bán chạy nhất tại hệ thống Việt Thư Music trong năm 2018-2019, như là đặc biệt là 2020. Mặc dù đất nước Việt Nam chúng ta đã trải qua cái đại dịch coronavirus, tuy nhiên K800 vẫn chiếm chệ lọt vào top sản phẩm bán chạy nhất tại hệ thống. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. K800 có chiều cao là 134cm, có cái bề ngang là 153, và cái bề dày hoặc là chiều rộng là 65cm. Thì với thiết kế chiều cao 134cm, K800 là một trong những cái sản phẩm có chiều cao cao nhất trên thế giới đối với cái upright piano. Kính thưa quý vị, upright piano chúng ta chú trọng đến cái chiều cao của đàn rất là nhiều, bởi vì đàn mà càng cao thì chúng ta sẽ có cái không gian hoạt động, là cái nguyên lý là kèm cộng hưởng càng nhiều, bạn sẽ cho ra cái âm thanh càng lớn, càng dày và càng sâu. Cái đàn mà body nó càng cao hoặc nó càng rộng á, tiếng âm thanh nó sẽ ra là nó cân bằng hơn giữa bass và fret và mid vân vân. Mặt trước của K800, khi mà chúng ta vừa nhìn vào, chúng ta cũng thấy là đàn có thiết kế nắp đàn đứng thẳng. Đây là cái chi tiết rất độc đáo, và nó được thiết kế giống như là grand piano. Khi mà chúng ta đàn trên K800 thì quý vị thấy là cái bóng phản chiếu của ngón tay chúng ta ở trong nắp đàn, thì khi mà nhìn nó rất là đẹp. Và đây cũng là cái điểm mà quý anh chị hoặc là quý công ty nào có làm MV hay là TVC, thì chúng ta hãy chọn ngay K800 để mà khi lên clip, khi mà ghi hình đó, thì clip chúng ta nhìn nó rất là đẹp, đẹp hơn những cái đàn thông thường rất là nhiều đó. Và nói về cái phím đàn với chiều cao cao như vậy, thì cái bộ máy bên trong của nó cũng buộc phải có cái dàn búa cũng phải là có chiều cao cao hơn, và những cái thiết kế độc đáo riêng biệt cho K800 thì dẫn đến là phím đàn nó có một cái độ nặng là tương đương với grand piano luôn. Thì với ba cái chi tiết, từ cái chiều cao đến nắp đàn đứng thẳng cho đến phím đàn nặng, thì khi mà chúng ta sử dụng K800 thì quý vị có cảm giác nó y chang như là chúng ta đạt trên cái grand piano vậy, rất là tuyệt vời. Ngoài ra quý vị thấy là cái sách của K800 rất là dài và dày. Ở đây chúng ta có một cái chữ là hard finish, có nghĩa là được thiết kế cái bề mặt rất là cứng, chống trầy. Như quý vị cũng thấy là khi mà chúng ta giải trí hay là tập đàn nữa, chúng ta thường hay để cái giấy sách ở bên đây, đúng không? Đối với K800 chúng ta hoàn toàn không sợ cái này nó trầy xước. Cái đàn piano mà cái nắp đàn nó bị trầy, cái giấy sách này nó bị trầy á, thì nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Riêng với K800 là hoàn toàn không có chuyện đó, nên quý vị cứ yên tâm nha. Và bên cạnh những cái chi tiết độc đáo bên ngoài thế này, thì K800 còn chứa một cái chi tiết đặc biệt mà chỉ có trên grand piano thôi, và các nghệ nhân piano đã tích hợp cái chi tiết đó vào cái cây upright này, và điều đó dẫn đến K800 được xem như là một cái upright nhưng mà mang cái mã gen hay là mang cái ADN của grand piano. Và cái chi tiết đó chỉ thế nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Và đây là bên trong của K800 thưa quý vị. Nhìn vào chúng ta thấy đây là một cái hệ thống búa gõ rất là đều đặn, và đập vào mắt chúng ta đó chính là cái màu sẫm của loại búa này. Kính thưa quý vị, K-Series của Kawaii sử dụng gỗ mahogany để làm cái loại búa. Đây là một loại gỗ rất là cứng và bền, và chuyên đặc biệt để làm với lòng đàn. Đối với Kawaii, K-Series chúng ta có một cái búa hai lớp nỉ. Loại búa hai lớp nỉ này sẽ giúp cho bảo vệ cái loại búa và để phát ra tác động vào dây đàn. Cái lực tác động vào dây đàn nó sẽ nó mạnh hơn so với những cái cấu trúc là bằng một lớp nỉ như thấy ở đây đấy. Và một cái điểm quý vị thấy những cái chi tiết màu đen ở đây rất là nhiều đấy. Kính thưa quý vị, đó chính là cái hợp chất ABS carbon, hay cái tên chính thức nó là Millennium thế hệ thứ 3 của Kawaii. Thì có thể là nhiều lớp trước quý vị cũng đã xem channel của tôi cũng nói hiểu rõ về, và mình cũng đã nói về Millennium rồi. Tuy nhiên mình sẽ nhắc lại tí xíu, đó là với cái bộ máy ABS carbon này thì chúng ta có máy piano hoạt động khả năng kháng ẩm và kháng nhiệt. Quý vị có thấy là cái độ ẩm là kẻ thù
rất là lớn đối với những cái sản phẩm làm bằng gỗ, đặc biệt là pino thế này đó. Thì với bộ máy ABS carbon, chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ đi cái mối bận tâm đó, bởi vì cái khả năng kháng ẩm kháng nhiệt của ABS carbon là rất cao. Và cái hợp chất ABS carbon hiện tại bây giờ trong các ngành công nghiệp trên thế giới đã áp dụng rất nhiều rồi, từ xe bay, từ quan sát Ấn Độ cho đến ghế đánh golf hay là vỏ xe tăng, vỏ máy bay vân vân. Thì quý vị có thể tìm hiểu thêm trên internet về ABS carbon nhé. Và Kawai là thương hiệu đàn đầu tiên trên thế giới áp dụng cái hợp chất ABS carbon này vào những cái khớp nối mà quan trọng nhất của bộ máy piano cơ. Đấy, Kawai là người tiên phong công nghệ trong việc này. Rồi, cái điểm thứ hai mà chúng ta chú ý đó là cái chốt ở trên này. Quý vị thấy chốt vàng ở trên này không? Gọi là chốt Arafi. Thì đây là một cái chốt chặn dây đàn mà chỉ có trên Grand Piano thôi. Mà K800 của Kawai đã có cái chi tiết này. Và chi tiết này rất là quan trọng đối với việc cấu thành chất lượng âm thanh của quý vị. Mình sẽ nói sơ qua vấn đề này. Đó là chốt Arafi này sẽ giúp cho cái lực căng của dây đàn á, nó được căng hơn. Và khi mà căng hơn như vậy, nó sẽ lộ ra những cái điểm gọi là điểm hòa âm trên dây đàn. Trong cái nhạc cụ dây của chúng ta sẽ có những điểm hòa âm. Và nó căn bản là khi mà chúng ta đàn nhiều nốt cùng lúc thì cái lực căng dây đàn mà càng căng và dây đàn càng dài thì chúng ta sẽ có những cái chất lượng âm thanh hòa âm á, nghe nó mượt tai hơn, nó không có bị ồn, nghe nó rõ nét hơn. Chất lượng âm thanh càng lớn nhưng lại rõ nét. Đó là cái điểm mà rất độc đáo của chốt Arafi này. Và chỉ có trên Grand Piano, trên Kawai K800 đã có ở đây. Cái nghệ nhân piano rất là ưu ái khi mà đưa chi tiết này vào, nó giúp cho K800 trở thành một cái upright piano mà mang cái Arian của cái Grand Piano. Ngoài ra, cái chốt Arafi này còn có thể giúp chúng ta giảm thiểu tối đa cái tình trạng mà xuống dây đàn của piano. Cộng với chất lượng dây đàn, cộng với những thiết kế ở bên ngoài thì có thể xem K800 là một sự thay thế hoàn hảo cho những cây Grand Piano. Mà đối với quý anh chị nào muốn mua một cây đàn mà có chất lượng ngang như Grand Piano nhưng mà cái diện tích phòng hay là diện tích sử dụng chúng ta nó không có cho phép, thì quý vị hãy chọn ngay K800 là một cái giải pháp rất là đúng đắn cho cái nhu cầu của quý anh chị. Và quý anh chị nào mà làm trong ngành giải trí có thể sử dụng K800 như là một sản phẩm để biểu diễn. K800 dư sức thực hiện những cái tác phẩm âm nhạc cùng với phòng trà, quán cà phê của quý anh chị. Và để chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn cũng như trải nghiệm sản phẩm trực tiếp thì xin mời quý phụ huynh, quý anh chị khách hàng có thể ghé các hệ thống Viettel Music để chúng ta trải nghiệm thực tế sản phẩm và chúng ta có thể chọn mua ngay lập tức tại hệ thống Viettel Music. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui và an lành. Cảm ơn.